Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học 13 nét móc trong khóa học 38 nét cơ bản các bạn nhé. Thì các nét móc thì ở đây chúng ta sẽ học lần lượt đấy, từng nét móc một. Thế thì đầu tiên thì chúng ta sẽ xem lại cách cầm bút đã. Trước hết chúng ta cần phải chọn một cái bút có nắp như thế này và đọc nắp bút vào các bạn nhé. Và chúng ta sẽ cầm bằng 3 ngón đấy, cầm bằng 3 ngón các bạn nhé. Thế thì cái ngón trỏ và ngón cái và ngón giữa này các bạn để vào ở giữa cái móng của đầu của cái móng của ngón giữa này, các bạn sẽ đặt cái miếng cao su vào đây đấy, để cho nó có được cái cảm giác cầm bút này. Tiếp tục đặt ngón trỏ vào đây, ngón cái bấm vào đây, bấm vào như này, bấm nhẹ vào cái ngón trỏ này. Và các bạn cảm nhận được là khi mà viết ấy, thì chúng ta dựng cái phần thân bút lên trên, nó ở cái đoạn đốt đầu tiên của ngón trỏ này nhá các bạn nhìn này, ở, đây, ở trên mu bàn tay này. Đấy, thế thì các bạn sẽ đặt ở trên cái này để sao cho dựng bút gần như thẳng như này thì các bạn viết nhé. Các bạn viết cho mình những cái nét sổ ngang rồi cong rồi lần lượt các nét móc trong khóa học này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lần lượt đấy, trong một cái clip ngắn nhỏ như thế này thì cố gắng các bạn lắng nghe và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lần lượt nhé. Nào các bạn cùng nhìn vào đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ viết một nét sổ móc trước. Đây, sổ móc sẽ được viết thẳng vào trong ô ly này, chúng ta bẻ cập này, gập ngắn như này các bạn nhé. Xong các bạn hồi phong cho mình 2 lần, 1, 2, giữ bút này, bật nhẹ, bật được nhẹ lên trên như này thì các bạn nhìn thấy cái phần móc này nó đậm đen xì lại như này nhá. Đấy là nó có được điểm nhấn thanh đậm rõ nét trong một cái nét móc nhé. Móc, sổ móc quan trọng nhất là phần móc để tạo điểm nhấn. Bật nhẹ này. Đấy, quá trình các bạn nhớ là bật một được nhẹ lên trên, nhưng mà cái phần gập các bạn phải tốt đã. Các bạn quan sát này, hình dáng của nó này. Đây nhá, đang sổ thẳng này nhá, kéo gập nhẹ này. Nhớ là gập ngắn thôi, và phần gập này này nó có thể nó hơi lệch với lại đường sổ này một tí tẹo thôi nhá. Đây các bạn nhìn này, 1 này, 2 này, đấy. Tuy nhiên các bạn cần gập như thế này này. Chúng ta sẽ ví dụ quay to ra nhá, các bạn nhìn nhá này, đồ theo kiểu dạng zig zag như này. Thì lúc này nó sẽ có 3 đường mực. Hình N, chính xác là hình N là thấp, 1, 2, 3 như này. Thì các đường mực này nó sẽ tự nhiên nó sẽ dính vào nhau như này. Và đến đây chúng ta bật móc nhẹ lên trên. Đấy, như này thì là tự nhiên là chỗ này nó cũng mực, nó lây ra. Đấy, nó lan ra. Thế thì ở chỗ này này, các bạn nhìn này, các bạn thấy nó lan ra không? Lan ra bắt đầu là nó sẽ tạo ra cái điểm móc như này. Đấy, đậm đen xì lại như này các bạn nhé. Và dạng như kiểu hình tam giác như này. Đấy, các bạn nhìn lại lần nữa này. Từ đây chúng ta bật nhẹ lên trên này. Đấy. Đấy, thì nét sổ móc này là nét khó nhất trong tất cả các nét móc này. Các bạn học được nó coi như chúng ta đã đạt được tới 50% còn lại các nét móc khác các bạn nhé. 1 này, 2 này, bật nhẹ trên, bật nhẹ trên như này. Đấy đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ là quá trình các bạn gập hồi phong lại nhé. 1 này, 2 này, 3 này, đấy, bật nhẹ này, bật nhẹ từ từ lên trên như này. Chúng ta cứ đếm này, bật nhẹ trên. Các bạn gõ 3 lần bật này là các bạn sẽ biết được. Giống như con thần chú ấy, này, bật. Đấy, bình thường chúng ta móc như này đúng không? Này, nét nó cứng rắc như này, khô, thô kệch này. Sao lại viết như thế này? Nét xấu quá, ví dụ viết chữ tiểu nhá. Như này á, nở, không viết như vậy các bạn nhé. Viết này xấu các bạn nhé. Này các bạn nhìn lại này, sổ móc này. Bật nhẹ như này, chấm trái này, chấm ngắn phải. Đây, nét chữ nó có thanh mảnh và nó có được thanh đậm rõ như này cơ mà. Nét chấm mà nét sổ móc là sổ móc như này cơ mà. Nó có nét chữ nó có nội lực như này cơ mà. Đấy, nét chữ nó có nội lực như này, các bạn phải nhớ. Thế thì sổ móc này khi mà chúng ta hồi phong 2 lần nhá. Thì các bạn bật nhẹ lên trên nhá. Quan trọng nhất là các bạn phải biết được phần gập. Đây, phần bẻ gập đầu tiên này, gập này. Đây là gập này không tính nhá, hồi phong lại này. 1 này, 2 này, nhớ là hồi phong ngắn thôi. Vì chúng ta gập ngắn, chúng ta hồi phong ngắn này. Đây này các bạn nhìn thấy nó đã đen đậm này rồi đúng không ạ? Chỗ này chúng ta bật nhẹ trên này là nó sẽ theo cái phần mực này, nó sẽ theo ở đây, nó sẽ lấp đầy được cái phần móc này. Và nếu phần móc này nó sẽ có một cái hình tam giác. Đấy, nó sẽ có hình tam giác này các bạn nhé. Này. Đấy. Đây các bạn nhìn. Với lại kính kính phóng to ra các bạn nhìn này, phóng đại to ra như này các bạn nhìn chưa? Đây. Đó, các bạn nhìn thì có được cái phần gập nó đen đậm như này cơ mà. Đấy, làm thế nào các bạn để viết được như thế này cơ?